Các bạn thân mến, đã là phụ nữ thì đương nhiên là phải nhiều đồ rồi. Đặc biệt là ở độ tuổi 40 và chắc chắn nàng nào cũng vậy, sẽ có những bộ cánh mặc mãi vẫn thích và chưa cảm thấy chán. Tuy nhiên thì cũng có những món đồ mà chúng ta phải loại ra khỏi tủ đồ của mình, bởi nếu vẫn tiếp tục diện chúng thì trông các bạn sẽ bị đánh giá là kém sang. Hãy cùng Thời Trang Vào Cuộc Sống tìm hiểu ngay sau đây nhé. Nhiều người thì lại nghĩ rằng là diện áo ren sẽ tăng độ sang trọng, thế nhưng mà nếu diện không khéo và phù hợp sẽ rất dễ bị ở tác dụng ngược, thậm chí là trông chúng ta lại thêm tuổi đấy. Những mẫu áo ren đính cườm diêm dúa. Lý do là vì nếu áo ren có chất liệu cứng cáp thì ok, còn nếu chọn phải kiểu vải quá mỏng, độ rủ quá nhiều sẽ khiến thiết kế mặc lên trông hết sức quê mùa và xến xúa. Đặc biệt với những màu sắc như là đen, đỏ, đính đá rườm rà sẽ càng làm cho trẻ em trông già hơn so với tuổi thật của mình. Vẫn biết rằng áo sơ mi là kiểu áo mà bất cứ ở thời nào, ở lứa tuổi nào cũng đều phù hợp cả. Tuy nhiên mà khi đã bước sang tuổi 40 thì chị em chúng ta nên chia tay những chiếc áo sơ mi có thiết kế quá cứng nhắc và phù hợp với những chiếc có thiết kế cách điệu một chút nhé. Chẳng hạn như kiểu blouser tay bồng rất thoải mái, không có bó, sẽ mang lại vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính. Thay đổi một chút với những chiếc may trên nền chất liệu lụa mỏng nhẹ, nhấn nhá thêm chi tiết nơ hoặc bèo, giúp khách tuổi siêu đỉnh. Nếu như khi còn trẻ, những mẫu quần ren rách te tua hoặc là in chữ được chị em chọn dùng bởi vẻ bụi bặm và chất mà chúng mang lại, thì giờ đây chúng đã không còn phù hợp với chị em chúng ta nữa rồi. Thay vào đó thì chị em nên tập trung chọn kiểu quần skinny jean bó sát để tôn chân thon thả, diện với bất cứ loại áo nào cũng sang, mang tới một vẻ đẹp hoàn hảo. Còn nếu chị em nào chân to và đùi to thì nên làm bạn với kiểu quần ống rộng, ống suông cặp cao để che đi nhược điểm của cơ thể nhé. Đó là những món đồ không còn phù hợp đối với chị em ở tuổi 40. Thời Trang Vào Cuộc Sống cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi nội dung video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.